đường lối tu tập của đạo Phật. Băng số 55, mặt A. Đó, thì ông dứt bỏ cha mẹ bà con, bỏ hết anh em ruột thịt gì bỏ hết. Mà năm cái thứ mà dục lạc, ông A Na Luật này ngày xưa ông cũng dục lạc dữ lắm chứ không phải là cái tai thường đâu. Mà bây giờ ông dẹp hết cái năm thứ dục lạc này thì A Na Luật tu thiền. À. Ông thì ông thích sống ca nhạc, đờn ca xướng hát, cho nên ông thường thường liên hệ với các cái người ca nhạc, sống liên hệ với ca nhạc, với tiếng đàn, tiếng nhạc, trước ta ưa thích nó, trong giới hạn của ma, trong giới hạn của ma, nghĩa là từ tiếng nhạc, tiếng ca đó bây giờ ông nghĩ ra nó là cái thế giới của ma, chứ không phải là của những người tu nữa. Do sống dậy không được cảnh giới đạo thanh tịnh, vì cuộc sống mà hay ca hát hay này kia đó là cái thế giới của ma, không thể nào là cảnh giới của đạo thanh tịnh được. Ta vượt qua tất cả, ưa thích lời Phật dạy, vượt khỏi mọi độc mộc lưu, A Na Luật tu thiền. Nó thì ở đây thì ông phải vượt qua, nghĩa là vượt qua tức là dứt bỏ đó, dứt bỏ tất cả, chỉ có lấy cái lời của Phật dạy. Cũng như bây giờ đã quý thầy đã quy Tam Bảo rồi. Quý thầy đã quy y Tam Bảo rồi, thì ba ngôi Tam Bảo này là Phật pháp tăng rồi, thì chúng ta phải từng tự, chúng ta phải dứt tất cả hết, phải vượt qua tất cả hết những cái gì mà trói buộc, từ cái tình cảm thương yêu của anh em cha mẹ dòng họ cho đến tài sản của cả sự nghiệp, đều là phải vượt qua cho khỏi hết, dứt hết, hoàn toàn là dứt hết, thì như vậy mới gọi là A Na Luật tu thiền. Sắc thinh hương vị xúc hấp dẫn, rất ưa thích, ta vượt qua tất cả, A Na Luật tu thiền. Bây giờ chúng ta nghe nói mình tu thiền mà mình cũng vẫn chạy theo sắc thinh hương vị xúc pháp, thì thử hỏi thì mình còn cái gì gọi là, còn cái gì gọi là tu thiền? Cho nên biết nó hấp dẫn, biết nó lôi cuốn. Cũng như giờ ăn, chưa tới giờ ăn mà mình đói bụng rồi, mình thích mình thích ăn chè, bây giờ cũng còn thích, thì như vậy là vượt qua chưa? Chưa có vượt qua. Cho nên ở đây thì nếu mình là người tu thiền thì mình phải vượt qua ba cái sở thích này đi, ba cái ham thích này đi, thì mình vượt qua thì mới gọi là A Na Luật tu thiền. Đi khất thực trở về độc cư vị ẩn sĩ, tìm giải từ đống rác, A Na Luật đạt được, không còn các lậu hoặc. Thì các thầy thấy bây giờ chúng ta chưa có cái vị nào mà tìm cái giải rách mà ở đống rác mà làm cái y mà đắp đâu. Ông đâu phải là cái người nghèo, thế mà khi mà đi rồi đó, khi mà đi tu rồi thì ông dứt bỏ hết, đi tìm cái giải ở đống rác lên rồi đắp lại, giá kết lại làm cái áo, cái y của mình mặc mà thôi. Cho nên ở cái bài kệ này, đi khất thực trở về độc cư vị ẩn sĩ, coi như ngài sống một mình không có nói chuyện với ai hết. Ẩn sĩ là một cái người mà ẩn bóng, không có để cho ai thấy, trừ ra tới cái giờ mà đi xin mà thôi. Rồi bây giờ ngài làm sao, ngài đi tìm những cái giải mà từ cái đống rác mà người ta quăng, người ta bỏ đó, ngài về ngài mới kết lại làm cái y của mình để mặc, chứ không còn. Do đó mới có lậu hoặc nó mới sạch. Còn nếu mà mình còn cái giải tốt, còn cái y như thầy đấy, chưa chắc đã là bỏ đâu. Cho nên còn những thấy mình mặc cái áo này móc khái vậy là không tốt rồi, để tìm cái áo khác cho nó đẹp hơn, thì đó là hoặc mình còn đó, chứ chưa hết. Còn ở đây thì ổng đã đạt được, cho nên các cái lậu hoặc ổng nó mới sạch, nó mới hơn. Nó thì qua cái bài kệ mà chúng ta thấy từng cái hành động nhỏ để nói cái lậu hoặc chúng ta còn hay là hết. Tức là nói chúng ta có ly dục, ly ác pháp được hay không? Ẩn sĩ thâu lượm lấy, giặt nhuộm và đắp mặt, các giải từ đống rác, sáng suốt A Na Luật, không còn các lậu hoặc. Cũng từ mà lượm những cái đồ bỏ đó để trở thành những cái vật dụng hàng ngày của mình á, cho nên cái lậu hoặc của mình hết. Vậy cho nên mình mới thấy rằng cái mình là một bậc ẩn sĩ, một cái người mới đúng là cái người tu. Còn chúng ta còn ở trong cái sự tu tập mà cung kính, có cái sự mà cúng dường, có cái sự này sự kia, thì như vậy là cái lậu hoặc chúng ta chưa sạch đâu, chưa hết đâu. Cho nên qua những cái gương hạnh này, sau khi mà lấy thân thọ tâm pháp mà niệm tăng, thì thầy nêu lên các hành động, các cái gương hạnh của các bậc thánh tăng trong cái thời Đức Phật, là chúng ta theo đó mà chúng ta lấy thân thọ tâm pháp mà niệm tăng, chúng ta sẽ sống những cái gương hạnh đó. Cũng như bây giờ qua cái bài này là chúng ta xa lìa cái lòng thương, mà bỏ cái lòng thương, rồi bỏ tất cả những cái thương của thương cãi thương này kia, qua hành động của ông A Na Luật này, để mà chúng ta dẹp cái lòng thương của chúng ta. Bởi vì bây giờ mình còn mến một cái vật gì, tức là còn thương cái vật đó, chứ không phải, mà cái lòng thương nó rất là vi tế, chứ không phải là mình nhớ cha mẹ không thương đâu.
mình còn nhớ những cái vật kỷ niệm hồi đó đó, ai tặng mình một con bồ nào đó tặng mình, giờ mình còn cất giữ đó, thì coi chừng á, cái chuyện đó là mình còn thương á, chứ chưa phải mình dứt thương đâu. Thì tất cả những cái chuyện mà nhỏ nhỏ chớ mà nó còn ghi lại ở trong đầu chúng ta, những kỷ niệm mà chúng ta không có quăng ném nó đi á, thì tức là chúng ta chưa hết là hoạt động. Mà muốn được như vậy thì chúng ta phải nương theo các gương hạnh của các bậc thánh tăng này, để mà chúng ta xa lìa cái lòng thương của chúng ta, thương vật, thương người, thương tất cả những cái gì mà ở trong cuộc đời chúng ta đã xảy ra. Họ bây giờ thì ông đi lượm cái đồ bỏ để mà làm cái lại cuộc sống của mình. Nhiều dục không biết đủ, ưa giao du tháo động, những pháp này có mặt, thật thuộc tà ác, quế nhiễm. Nghĩa là nếu mà chúng ta chưa có biết đủ, còn cái này cái kia, thì đó là nhiều dục, chứ chưa phải là. Còn bây giờ chúng ta đi lượm từng cái giải rách, từng cái giải xấu xa mà làm cái áo chúng ta mặc hàng ngày, thì chúng ta chẳng còn gì nữa, thì lậu hoặc chúng ta sẽ không còn. Còn bây giờ chúng ta còn cái tốt, còn cái này kia, coi chừng lậu hoặc chúng ta chưa hết đâu. Cho nên chúng ta phải sống hợp, sống đúng cái đời sống mà phạm hạnh, thì chúng ta mới dứt quét sạch được cái lậu hoặc. Còn nếu mà chúng ta sống không đúng phạm hạnh, còn áo quần xê xua đẹp xấu, thì coi chừng lậu hoặc chúng ta còn tràn đầy trong đó, khó mà đi đến ly dục ly ác pháp mà giải thoát được. Cho nên ở đây còn nhiều dục thì chưa biết đủ, thì do vì vậy mà tâm của chúng ta ưa giao du tháo động. Ưa giao du là lỡ người này nói chuyện, người kia nói chuyện, tìm bạn, tìm bè, tìm này kia rồi, thích lỡ chỗ này chỗ kia, là những người mà chưa chịu sống độc cư đó, ưa tìm bạn rồi tìm nơi này nơi kia để ngao du sân thủy rồi đó, thì tất cả những cái này là không bao giờ cái người đó để đi đến con đường giải thoát được. Những pháp này có mặt, những cái pháp mà này mà có mặt á, thì thực là tà ác quế nhiễm, nó là những cái tà pháp, nó thuộc về những cái tà pháp ác, nó làm cho tâm chúng ta dễ quý nhiễm. Ví dụ như bữa nay chúng ta nói chuyện nhau, thì ngày mai chúng ta thích cũng nói chuyện nữa, rồi ngày mốt cũng thích nói chuyện nữa. Không bao giờ mà cái thích hết nói chuyện đó mà dứt được đâu. Chỉ bữa nay chúng ta dứt được thì ngày mai chúng ta dứt được. Ngày nay chúng ta không giao du thì ngày mai chúng ta không giao du. Bữa nay giao du được thì ngày mai tiếp tục giao du nữa. Và cứ như vậy tiếp diễn mãi, thì đến khi mà chết thì chúng ta cũng hai bàn tay trắng, bị các pháp tà này nó đã quý nhiễm tâm của chúng ta. Chánh niệm và ít dục, biết đủ không não loạn, thích diễn ly hân hoan, thường tinh cần tinh tấn. Ở đó thì ở đây chúng ta luôn luôn phải ở trong cái niệm chân chánh, là cái niệm mình luôn luôn lúc nào mình cũng thấy vừa đủ và thấy an vui cho tâm hồn của mình, không có cái niệm nào mà làm cho mình đau khổ, thương nhớ hoặc là giận hờn hay hoặc là ham thích nữa. Luôn luôn mình thấy trước cái mọi hoàn cảnh, trước cuộc sống của mình thấy nó đủ rồi, không có thấy thiếu cái gì hết. Mặc dù là nhìn vào thì mình đang không có cơm ăn, nhưng mà mình biết đây cũng đủ rồi, mình biết đây là cái nhân quả đủ của mình rồi, thì không có cần mà phải thấy nó thiếu, đói nữa. Do vì vậy đó mà mình rất là an ổn của tâm của chúng ta. Và mình thích sống cái cuộc đời sống diễn ly, nghĩa là lìa xa bạn bè, lìa xa những vật dụng, lìa xa tất cả những cái điều trói buộc, lìa xa tất cả những người thân yêu của mình. Đó là mình thích cái đời sống diễn ly. Bởi vì mình không thích cái đời sống diễn ly á, thì nó sẽ đưa mình đến những cái trói buộc này đến trói buộc khác, nó làm cho chúng ta khó mà giải thoát được, nó làm chúng ta não loạn ở trong đầu óc của chúng ta, và làm chúng ta không biết đủ, mà không biết đủ. Cho nên khi mà chúng ta thích diễn ly thì chúng ta phải siêng năng, tinh tấn, thường chúng ta phải sống cái hạnh diễn ly. Diễn ly tức là xa lìa hết những cái vật chất trên thế gian này, xa lìa tất cả những cái tình cảm, xa lìa tất cả những cái pháp ác, tránh hết, chỉ cần sống cô đơn một mình trong một khu yên tĩnh rừng quang vắng, như ông Mục Kiền Liên chẳng hạn. Mặc dù ông với ông Xá Lợi Phất là đôi bạn rất thân tình, nhưng khi hiểu được Phật pháp thì ông lìa cái người bạn thân của ông, chứ không còn có tối ngày mà tập với nhau mình như đôi uyên ương mà chuyện này hết rồi tới chuyện kia đâu. Hai ông này thật sự là đôi uyên ương, đi đâu là có cặp nhau đó. Nhưng mà đến khi mà ngộ pháp rồi thì ông này đi vào cái khu rừng quang vắng, ở riêng một mình thực hiện thiền định. Cho nên chỉ có ông Phật đến với ông Mục Kiền Liên mà thôi, chứ không bao giờ mà ông Xá Lợi Phất mà có cái tâm mà bén mảng đến cái khu rừng đó bao giờ. Cho đến khi mà ông Mục Kiền Liên đã thực hiện có cái đệ nhất thần thông rồi, thì ông mới về hầu Phật để giúp Phật chấn chỉnh tăng đàn, để giúp Phật hướng dẫn cái giáo đoàn trên bước đường mà du tăng khất sĩ. Những pháp này có mặt, thuần thiện Bồ Đề Phần, vị ấy không lậu hoặc, bậc đại sư nói vậy. Nghĩa là những cái pháp mà diễn ly á, mà nó có mặt á, thì nó là đem chúng ta đi đến cái chỗ mà giải thoát hoàn toàn. Đây là giải thoát đó.
nó thuần thiện, nó giúp chúng ta. Còn cái pháp mà diễn ly mà không có đó, thì nó là những cái pháp quế nhiễm, nó làm chúng ta đắm nhiễm ở trong cái tạo pháp. Cho nên ở đây cái pháp diễn ly là cái pháp rất cần thiết cho chúng ta. Một cái người nào muốn đi vào cái con đường của đạo Phật mà thiếu sự diễn ly này á, thì chắc chắn là chúng ta không bao giờ mà có thể mà giải thoát được con đường này. Cho nên chúng ta phải diễn ly à, những sự giàu sang đẹp đẽ, diễn ly những tình cảm, diễn ly những chùa to tháp lớn, diễn ly Phật tử. Vì những Phật tử họ cũng trói buộc chúng ta dữ lắm, chứ đừng nói là Phật tử để chúng ta độ họ. Nói coi chừng độ họ không độ, chứ họ độ mình á. Họ độ tiền, độ bạc, độ riết là phải lôi mình sắm xe, cúp xe Honda chạy tùm lum hết á. Đó là họ độ ăn, độ uống, độ đủ thứ hết. Những cái thứ gì mà trên thế gian này có họ cũng độ cho mình hết. Riết rồi ông thầy cái bụng chăn băng như cái trống, chứ cũng chẳng ra gì hết. Cho nên ở đây thầy nói thật sự, chúng ta cần phải tránh xa Phật tử. Vì tại sao vậy? Sợ Phật tử nó độ mình, chứ mình không độ Phật tử đâu. Nếu mình độ Phật tử thì hàng ngày nó sẽ ăn ngàn bữa với mình. Còn cái này nó ăn ba bữa, nó độ riết mình cũng ăn ba bữa với nó, chứ chưa chắc đã là ăn bữa được. Cho nên cần phải tránh những người Phật tử. Mình hơi nhức đầu cái là nó xách bao nhiêu thứ thuốc, biểu uống cái này uống kia, uống riết là phạm thuốc mình cũng chết luôn, chứ đừng có nói chuyện mà không chết. Cho nên Phật tử nó độ mình riết nó chắc chắn là tiêu mình luôn. Nhớ kỹ như vậy là quý thầy coi chừng cảnh giác với người Phật tử lắm. Họ thương mình chứ không phải ghét, họ thương cái kiểu dục lạc thế gian chứ không phải họ thương của mình để mà giúp cho mình giải thoát đâu. Còn ngày xưa Đức Phật á, các thầy biết rằng người ta chỉ đi xin thôi, người ta cho được cái gì ăn cái nấy, chứ không có mà Phật tử mà cung cấp mà hộ trì một cách như bây giờ đâu. Mà cái sự từ chối của Đức Phật cũng rất khéo léo, mà khi mà cúng dường sai là Đức Phật không có chấp nhận. Còn bây giờ các thầy thấy họ cúng dường sai chúng ta cũng ngửa tay lấy, họ để 500, 1.000 hay 1.000.000 bạc xin cúng dường thầy cái mình thò tay lấy liền. Còn hồi đó ông Phật coi sao, bỏ đồng bát ổng mà một đồng ổng cũng ném ra ngoài nữa. Thôi mấy bà đừng có bỏ cái kiểu này không có được, xách về đi, cho tôi đồ ăn thì cho, chứ đừng có cho tiền như thế này thì không được. Đó là những cái hạnh của một người tu. Còn mình bây giờ mình khắc phục mình không có nổi, cho nên á mình xa xa họ ra đi, chứ không á họ làm biếng lắm. Họ đi mua bánh mì họ bỏ vô cho mình á thì nó cực, nó nặng. Còn bỏ trong túi chừng dài ba tờ giấy 50.000 thì dễ lắm, ném vô trong cái bình bát ông thầy 50.000 là thấy ổng mua một đống bánh mì rồi chứ gì. Còn mình mà ôm đống bánh mì bỏ vô thì thấy quá cực, để cho ông đi mua ông ăn cho đã không hiểu không. Thì rõ ràng là Phật tử nó lôi mình đi theo cái cuộc đời của nó, chứ không phải là để cho mình giải thoát. Tùy theo ta nghĩ gì, ngài thuyết rõ tất cả. Phật không ưa hí luận, ngài dạy không hí luận. Nghĩa là cái pháp mà của Phật dạy thì tùy theo cái nghĩ, tùy theo cái chỗ tu hành của mình mà Phật dạy rất rõ. Ngài không có ưa cái lối mà luận cái này luận cái kia, mà chỉ dạy cho chúng ta tu hành. Cũng như ở đây thầy dạy cho quý thầy tu, chứ không có nói cái luận lý luận cái cao xa, cái lời nói thuyết giảng cho hay, mà nói cái lời nói rất thực. Cũng như nghe cái lời giảng của thầy là thực, chứ không phải là cái lời nói nó cao siêu, nó có những cái từ làm cho chúng ta thấy nó hay ho bằng cách là như thế này bằng cách như thế khác. Đó là những cái lời lý luận. Còn cái lời mà dạy người ta để người ta thực hiện ở trong cái cuộc sống người ta, để người ta được giải thoát, người ta được cứu, người ta ra khỏi sự đau khổ, thì thầy cũng bắt chước ông Phật cũng làm đúng như vậy, không có dạy cái hí luận mà dạy cái lời chân thật để đi vào cái sự hành cho được giải thoát. Ngộ pháp ta quan hỷ, trú trong giới pháp ngài, ba minh chứng đạt được, lời Phật dạy làm xong. Nghĩa là ngộ cái pháp mà của Phật dạy rồi thì lòng ta rất là sung sướng. Cũng như thầy dạy cho các thầy phải hành cái pháp như thế này thế khác, ví dụ như bây giờ tu tứ vô lượng tâm thì tu tâm từ mình như thế nào, rồi tu chánh niệm tỉnh thức như thế nào, rồi đi tu chánh niệm tỉnh thức ở trong những cái oai nghi như thế nào, dạy tất cả những cái này á mà quý thầy mà nỗ lực được thì sau này quý thầy sẽ chứng được tam minh. Cho nên trú trong giáo pháp này, những cái lời mà thầy dạy đó mà quý thầy trú vào đó mà quý thầy hàng ngày thực hiện á thì ba minh chứng đạt, không có không bao giờ mà quý thầy không chứng đạt được ba minh. Suốt năm 15 năm ta không bao giờ nằm. Cái ông này tới 55 năm mà không bao giờ ông nằm, không biết là ông ngồi hay là ông làm sao thầy cũng chả biết. Trong 25 năm đoạn dứt được ngủ nghỉ, nghĩa là 25 năm thì ông mới là tu tập dứt cái ngủ nghỉ, nghĩa là ông nằm ông đặt niệm được tỉnh thức như Phật. Thì cái ông này ông có trình bày lại cái chỗ này,
25 năm ông tu tập ông mới dứt được cái ngủ nghỉ, nghĩa là ông nằm là thân này ngủ mà cái tâm nó tỉnh thức ở trong cái niệm chứ không có còn ngủ nữa. Mà 25 năm tu tập mà suốt 55 năm mà ông không có bao giờ ông nằm, mà có 25 năm thì ông mới dứt được cái ngủ nghỉ. Có lẽ là ông này chuyên môn là ngủ ngồi rồi, chuyên môn ngủ ngồi. Ông Phật thì không có dạy ngủ ngồi mà ông chuyên môn ngủ ngồi. Không thở vô thở ra, chỗ như vậy trú tâm. Chỗ này là ông nói chỗ mà không có thở vô thở ra là cái chỗ ông trú tâm. Như vậy là luôn lúc nào chắc có lẽ là suốt cái thời gian mà 50 năm này không có nằm đó, là ông đã nhập cái định tứ thiền, là chỗ cái hơi thở mà không có thở vô thở ra, tức là hơi thở ngưng nghỉ. Mà hơi thở ngưng nghỉ tức là nhập tứ thiền. Cho nên ở đây ông nói tứ thiền mà kiểu mà ông nói như vậy đó, thì nếu một cái người mà không có biết đó, thì chắc chắn là chưa biết ông này nhập tứ thiền. Mà ông suốt tối là ông bao giờ ông tối là bao giờ ông cũng nhập vô tứ thiền. Ông nằm cái chỗ mà ông không có, ông trú cái chỗ mà ông không có thở vô thở ra. Mà rõ ràng là cái trạng thái tứ thiền là chỗ không thở vô thở ra rồi. Như vậy là luôn luôn lúc nào là 55 năm này là hoàn toàn là đêm nào ổng cũng nhập vô đó hết. Sáng ra thì ổng đi chơi bình thường như người ta đi cất thực rồi như vậy, mà tối ai ngủ thì ngủ, ổng chẳng ngủ gì hết, ổng nhập vô tứ thiền, ổng ngồi trong ngóc đó suốt đêm. Rõ ràng như vậy mà ổng nhắc lại có 25 năm ổng phá được cái ngủ nghỉ của ổng, tức là ổng không có chiêm bao. Và từ năm suốt 50 năm nay ổng không bao giờ ổng nằm nữa, là lúc nào cho tới khi mà ổng chết á là luôn lúc nào cũng nhập tứ thiền. Các thầy thấy chưa? Khi mà người ta nhập tứ thiền được rồi thì người ta có cần ngủ không? Người ta chỉ cần nhập tứ thiền cái chỗ mà không hơi thở vô hơi thở ra. Chưa? Qua cái gương hạnh của ông này á, khi mà ổng nhập được, ổng phá được cái ngủ nghỉ tức là phá chim bao rồi, bắt đầu từ đó ổng đi vào tứ thiền, ổng cái chỗ mà hơi thở không có thở vô thở ra nữa, thì ổng luôn luôn ổng nhập vào tứ thiền. Và như vậy là suốt 55 năm ông luôn luôn là lúc nào ông cũng nhập vào tứ thiền. Tối là ai ngồi tu gì tu chứ ông nhập vô tứ thiền, ông ngồi trong nóc đó thôi, cho nên ông không có nằm. Không tham dục tịch tịnh, chỗ ấy niết bàn, chỗ ấy mắt niết bàn. Nghĩa là bây giờ cái tâm của ông nhập tứ thiền như vậy, rõ ràng là ông suốt đêm ông ngồi ông nhập tứ thiền như vậy hoàn toàn, chỗ hơi thở không có thở vô thở ra. Và ông quán xét cái tâm của ông á, thì tham dục nó không còn có nữa, nó rất là tịch tịnh. Chỗ ấy là mắt niết bàn, chỗ đó là cái chỗ niết bàn rồi. Cho nên ông thấy rất rõ ràng, đối với cái định á, thì ông đã nhập tứ thiền mà suốt 55 năm. Nghĩa là ông không có nằm mà ông cứ ngồi nhập định tứ thiền như vậy. Và cái chỗ mà tâm của ông á, thì ông thấy tham dục nó không còn nữa, cái lòng ham muốn nó đã sạch rồi, nó không còn có nữa, cho nên nó tịch tịnh. Thì ông biết đó là cái chỗ niết bàn của ông rồi. Cái chỗ mà ông trở về rồi, cái chỗ đó là không có bao giờ tái sinh luân hồi nữa được. Qua cái bài kệ này chúng ta thấy rất là rõ ràng và cụ thể. Giới tâm không dao động, sống cảm thọ cuối cùng như ngọn lửa diệt tắt, tâm ta được giải thoát. Nghĩa là bây giờ đối với ông á, thì ông thấy rõ ràng với cái tâm của ông không có bao giờ mà dao động với một cái đối tượng cái pháp nào cả hết. Thậm chí như cái cảm thọ của ông mà cuối cùng mà đến với ông thì cái tâm cũng chẳng dao động nữa, cho nên nó trở thành mát lạnh như cái ngọn lửa diệt tắt rồi, như cái ngọn lửa đã tắt rồi không còn nữa. Cho nên tâm ta được giải thoát, ông thấy hoàn toàn là cái ông đã được giải thoát hoàn toàn, không còn có một cái chút gì mà không giải thoát nữa. Nay chính những pháp này là những pháp cuối cùng, những cảm giác cuối cùng của bậc Đại Mô Ni. Sẽ không còn pháp khác, bậc chánh giác nói vậy. Nghĩa là cái mà chỗ ông đã thấy, đã đạt được, đã cảm giác được như vậy đó, thì Đức Phật đã nói đây là cái pháp cuối cùng, không còn cái pháp nào khác hơn cái chỗ pháp này nữa. Đó là cái chỗ mà của ông A Na Lợi, sau những cái bài kệ mà ông đã nói lên cái chỗ tu hành của ông mà thầy thấy tuyệt vời. Nghĩa là ông chẳng có bận tâm gì đối với chúng hết. Cho nên vì vậy ban ngày đi khất thực rồi lụm giá đất đống rác mặt chơi vậy thôi, chứ chẳng có cần ham muốn gì nữa hết. Tối thì nhập tứ thiền, ngồi cái chỗ mà không hơi thở ra hơi thở vô chơi vậy. Cho nên thầy nói khỏe quá khỏe. Còn thầy ở đây thì đâu có dám chơi kiểu đó. Chơi kiểu đó thì ở ngoài các thất của mấy con nó nói chuyện rầm rầm làm sao biết đâu, phải không? Đâu có yên đạp bỏ được. Rồi có người nào mà tu bậy tu bạ rồi điên khùng rồi làm sao. Cho nên không có dám. Còn ông này ông đâu có chúng, có ông Phật kia mà. Mọi tỳ kheo thì có ông này ông lo, chứ mình cứ ở trong tứ thiền này chơi ngon thôi, không có còn lo. Thầy mà được mà có quý thầy mà nào tu khá được mà lo cho chúng được, thầy cũng
nhập cái định như ông này chơi cuối tối mà nhập tứ thiền vô đó, mình nằm đó mình ngủ khỏe thôi, ăn nhất cũng thôi mà thân không đau không bệnh. Bởi vì cái tứ thiền nó lạ lùng lắm, nó phục hồi cơ thể của mình dữ lắm. Còn cái thân của mình mà giữ cái sức tỉnh thức của mình để cho nó phục hồi lại, nhưng mà nó vẫn suy yếu. Còn ở trong đó cái chỗ mà nó không thiện không ác, nó chỗ nó không nhân quả rồi, nó giữ cái thân của mình, nó không có hoại diệt một cách rất là đau khổ qua cái nghiệp thọ mà vô thường. Nó thay đổi tức là nó cằn cỗi lần lần, nó làm cho chúng ta có những cái trạng thái của bệnh sau này. Còn cái lại mà khi nhập tứ thiền thì cái tế bào, cái trong thân của mình nó không có cằn cỗi được. Bởi vì ban ngày thì nó có sự thay đổi đó, bởi vì mình còn hoạt động là có sự thay đổi, nhưng ban đêm vào tứ thiền nó không hoạt động nữa. Cho nên vì vậy mà nó không thay đổi nữa. Cho nên coi như là một ngày một đêm thì ban ngày nó hoạt động có chút thôi, mà hoạt động với cái tâm nó không có lo lắng, không có bị phiền não gì hết, thì nó cũng không có rối loạn cơ thể nhiều. Mà ban đêm lại bắt đầu nó nghỉ, nó không hoạt động nữa. Thì do đó cái định tứ thiền là nó không có hoạt động. Cho nên cái cơ thể của cái ông này thì nó thật sự nó khỏe, không bao giờ mà nói ông Anna Luật mà có bệnh đâu. Đến ngày mà ông chết rồi phải re chứ không có khổ đau đâu. Đó là cái hạnh phúc nhất của cái người mà tu thiền định mà theo đạo Phật. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Muốn chuyển biến cái lòng mà thương nhỏ hẹp này, ta hãy trạch pháp dùng làm pháp hướng như lý thắc ý. Pháp thương là một pháp rất khổ cho loài người, vậy ta phải chuyển biến pháp thương này rộng lớn như tâm từ bi của tứ vô lượng tâm. Lòng thương yêu nhỏ hẹp, cái pháp trạch này, lòng thương yêu nhỏ hẹp khiến ta nhiều đau khổ, vậy từ đây ta phải thương yêu tất cả chúng sanh như cha mẹ, anh em, chị em ruột thịt của ta, như chồng vợ, con cái, con cái và con cháu ta, đối với những người thân cũng như những người không thân bình đẳng như nhau, không được xem người này hơn người kia, không được xem người kia kém người nọ, phải luôn luôn xót thương chúng sanh như con ta vậy. Nghĩa là cái tâm nó phải thương yêu bình đẳng thì chúng ta không còn khổ nữa, mà thương yêu trong cái nhỏ mọn thì chúng ta sẽ có sự đau khổ. Đó là cái pháp mà thương mà bắt nó niệm Phật, thì chúng ta phải thực hiện đúng như cái tâm Phật, và đồng thời chúng ta hiểu biết nó qua những cái bài kệ mà của ông A Na Luật, là ông nói lên cái sự dứt bỏ của ông để đoạn dứt cái lòng thương yêu. Cho nên chúng ta cũng bắt chước qua những cái điều này. Vì ban đêm mà chúng ta nằm mà chúng ta ngủ, khi tỉnh thức thì chúng ta, nếu một cái người mà đã đạt được định thì người ta nằm, người ta tỉnh thức, người ta đặt niệm trước mặt. Còn cái người mà người ta có định như ông A Na Luật thì ông không có chơi kiểu đó nữa. Ông vô tứ thiền, ông nằm trong đó thì chẳng có ai mà vô quấy rầy ông nữa hết, cho nên ông chẳng thương nhớ ai nữa hết. Cuối cùng thì cái pháp thương nó không xen vô đó được, cho nên ông giải thoát hoàn toàn. Mà vì vậy mà chúng ta cố gắng nỗ lực nhập cho được tứ thiền, làm như kiểu ông này thì cái pháp thương, pháp ghét, pháp hờn, pháp giận gì nó cũng không vô đó được hết. Cho nên khỏi cần bắt nó niệm Phật mà chúng ta cũng giải thoát. Bây giờ tới pháp ghét, thương rồi tới ghét. Số 14. Pháp ghét là pháp đối đãi với pháp thương. Thương thì cũng khổ mà ghét thì cũng khổ. Do thế pháp ghét là pháp làm khổ người. Làm khổ mình. Người tu sĩ đạo Phật khi gặp pháp này bắt nó niệm Phật liền. Pháp thương thì biến nó thành từ bi, mà pháp ghét thì bắt nó niệm Phật, biến nó thành pháp hỷ và pháp xả. Quý thầy thấy rõ chưa? Nếu mà cái pháp thương á thì chúng ta bắt nó trở thành cái tâm từ bi, nó thương rộng lớn ra, nó không có thương hẹp nữa. Còn gặp cái pháp ghét á thì biến nó, bắt nó niệm Phật á, thì biến cái pháp ghét nó ra cái pháp hỷ và pháp xả. Bởi vì ghét thì chỉ có nước, hỷ với xả nó mới hết, chứ còn ghét mà không hỷ không xả thì nó không hết. Do đó chúng ta dùng tứ vô lượng tâm thì cái thương á thì chúng ta lấy hai cái pháp từ với bi mà chúng ta chuyển hóa. Còn ghét á thì chúng ta lấy cái hai pháp cuối là hỷ và xả mà chuyển hóa nó. Do thế không còn ghét nữa mà lại quan hỷ với người mình ghét, và xả hết tất cả những hành động độc ác của kẻ mà mình ghét. Vì xả hết thì không còn ghét họ nữa. Do thế tâm ta được giải thoát, không thương cũng không ghét. Muốn được vậy ta phải dùng pháp hướng trạch pháp câu này như lý tác ý. Pháp ghét là một pháp cực ác khiến cho khiến cho tâm ta đau khổ và người khác đau khổ,
từ kiếp này sang kiếp khác. Cái ghét đó, nó làm cho cái nhân quả nó di truyền từ cái kiếp này sang kiếp khác. Cái ghét nó không có hết, nó cứ liên tục đời này đến đời khác. Mà ngay bây giờ mà chúng ta không dứt á thì nó sẽ nối tiếp trong cái nhân quả, nó đi mãi mãi. Bởi vì sau này thầy dạy về nhân quả, thầy sẽ nói về cái pháp thương và pháp ghét, nó sẽ đi trên cái lộ trình mà nó không có chịu dứt. Nếu mà cứ tiếp tục mãi cái thương á thì nó tạo ra cái nhân quả. Nhân quả, trong cái nhân quả nó có cái ác và cái thiện, và cái thương cái ghét nó cứ nối tiếp nhau, và đời này nó tiếp tới cái đời khác. Chứ nó không bao giờ mà nó dứt ngang. Mà ngay từ bây giờ mà chúng ta biết dứt được cái thương á, thì ngay đó nó sẽ dứt, nó không còn nối tiếp nhau nữa, nó không còn nợ nần nhau nữa. Cũng như cái pháp ghét vậy, nó cũng như vậy. Cho nên nó liên tục ở trong cái nhân quả để mà dai cả cả dai mãi trong cái đời này đến đời khác, kiếp này đến kiếp khác. Khi mà giảng về cái nhân quả, thầy sẽ giảng lại cái pháp thương pháp ghét này nhiều. Còn ở đây chúng ta bắt nó niệm Phật, tức là tứ bất hoại tịnh, thì pháp niệm Phật thì chúng ta biến cho nó trở thành tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, để nó trở thành những cái pháp cứu kính nơi tâm hồn của chúng ta. Đó, như vậy là chúng ta phải biết cách mà bắt nó mà niệm Phật để nó chuyển biến nó trở thành các pháp tốt, không phải là còn các pháp xấu nữa. Pháp ghét phải đi đi. Tâm ta luôn luôn phải đề cao cảnh giác, không được ghét ai hết, dù kẻ đó có giết chết ta, ta cũng không được ghét. Đến đây là chấm dứt cái thân, thọ, tâm và pháp niệm Phật. Nghĩa là chúng ta đã học được một cái bài đầu là lấy thân, thọ, tâm, pháp niệm Phật. Cho nên cái bài mà thứ 14 này là cái pháp ghét này để biến cho nó trở thành cái pháp hỷ và pháp xả. Thì đó là bắt cái pháp nó niệm Phật, thân, thọ, tâm, pháp niệm Phật, là đến đây là chấm dứt rồi. Và chấm dứt rồi á thì chúng ta phải biết rằng còn biết bao nhiêu pháp để niệm Phật, chứ không phải chỉ có 14 cái pháp mà thầy kê ra. Mà thầy kê ra 14 cái pháp là tượng trưng cho dạng pháp ở trong thế gian này khi đến với tâm ta. Dù là pháp thiện, dù là pháp ác, thì chúng ta cũng vẫn bắt nó niệm Phật, chứ không phải chỉ có 14 pháp này không. Do vì vậy mà chúng ta phải hiểu, chứ không phải là tượng trưng. Nếu mà thầy kê ra hàng trăm hàng dạng pháp thì chỉ còn có cái nước mà không bao giờ mà cùng cảnh này, thì chúng ta ngồi nghe nó cũng thành nhảm đi. Cho nên chúng ta tượng trưng cho một cái số pháp, rồi từng đó các pháp mà đến với chúng ta là lôi đầu nó vô niệm Phật liền, không có được để nó ở ngoài, để chuyển biến nó trở thành những cái pháp thiện, những cái con đường, những cái pháp làm cho con đường tu hành của chúng ta được giải thoát, mà không có bị sự cản trở và cách biệt làm cho con đường chúng ta tu tập chướng ngại, bất tại nguyện, chúng ta sẽ khó khăn ở trên bước đường tu tập. Do đến đây thì quý thầy lấy cái 14 cái pháp này là tượng trưng mà thôi, cũng như tất cả những cái thân, thọ, tâm của chúng ta niệm Phật cũng tượng trưng cho một số để mà lấy cái đó mà niệm Phật, chứ không phải bấy nhiêu đó là đủ. Cho nên tùy trường hợp xảy đến là chúng ta phải thấy ngay liền, sáng suốt phải nhận ngay liền, biết đó là pháp, biết đó là tâm, biết đó là thọ, biết đó là thân, thì chúng ta bắt ngay nó liền, niệm Phật liền để được sự giải thoát cứu cánh nơi thân tâm của chúng ta. Bây giờ chúng ta tiếp tục và trao dồi thân, thọ, tâm, pháp, thân, thọ, tâm, pháp của chúng ta để mà niệm pháp. Bây giờ niệm Phật rồi, mình lấy thân, thọ, tâm, pháp niệm Phật rồi, thì bây giờ phải lấy thân, thọ, tâm, pháp mà niệm pháp, rồi sau này chúng ta mới lấy thân, thọ, tâm, pháp mà niệm niệm tăng, rồi sau này chúng ta lại thấy lấy thân, thọ, tâm, pháp mà niệm giới. Bắt đầu bây giờ chúng ta mới qua được một cái giai đoạn thứ nhất. Còn cái giai đoạn thứ hai là lấy thân, thọ, tâm, pháp mà niệm pháp. Vậy pháp là gì? Hồi nãy pháp ở đây mà chúng ta lấy các pháp là các cái đối tượng, các cái hoàn cảnh, các cái sự kiện xảy ra, đó là pháp. Còn pháp ở đây là cái pháp ở đây là tam quy của chúng ta là Phật, Pháp, Tăng. Vậy thì cái pháp mà để mà chúng ta ở đây niệm thì nó là cái pháp gì? Cái pháp gì đây? Pháp là những lời Phật đã dạy, đó là cái lời của Phật dạy, cho nên gọi là pháp. Cái giới luật của Phật đã dạy, đó gọi là pháp. Cho nên pháp là những lời Phật đã dạy cho chúng ta tu tập, làm chủ được sanh tử, chấm dứt được luân hồi. Vậy tất cả pháp đó là gì?
đó là 37 phẩm trợ đạo, tức là 37 pháp môn tu tập đưa con từ phàm phu đến bậc thánh, chấm dứt đau khổ sanh tử và luân hồi. 37 phẩm này, 37 pháp này còn gọi là 37 giới hành, vì có giới hành tu tập, vì có giới hành ta tu tập mới không phạm giới. Nếu không có 37 giới hành này thì người tu sĩ đạo Phật là hoàn toàn sẽ không giữ giới luật của Phật được. Nghĩa là không có 37 phẩm trợ đạo này á, mà làm cái giới hành á, thì cái người tu sĩ của đạo Phật mà kê ra một cái xứ giới luật mà như vậy đó, tức là từ 250 giới cho đến 348 giới, thì chắc chắn là không có một tu sĩ nào mà không phạm giới. Nếu không có 37 pháp hành này, giới hành này, thì chắc chắn là người nào cũng phạm giới hết, không có người nào là không phạm giới. Và giới luật của Phật chỉ là một giáo điều như các tôn giáo khác, bởi vì nếu mà không có 37 phẩm trợ đạo này làm cái giới hành á, thì cái giới luật của Phật á, nó sẽ trở thành là cái giáo điều như các tôn giáo khác. Bởi vì cái giáo điều của các tôn giáo khác nó không có cái giới hành, cho nên nó đưa ra một cái kỷ luật, nó buộc người ta phải giữ gìn như vậy để sống được như vậy á, là mới có sự cứu cánh, mới có cái sự cảm hóa được cái các vị trời, mà có thể họ đến cái ngày mình chết họ sẽ rước mình về cái cõi trời, do những cái giáo điều đó là khép chặt cái người vào trong cái khuôn khổ đó thì mới được ông trời, hoặc là được những cái đấng vạn năng mới có cứu mình ra, đưa mình lên cái cõi hạnh phúc hơn là cõi thế gian này. Mà đó là những cái giáo điều là như vậy. Còn ở đây thì Phật không có như vậy, không có phải là ai cứu mình, mà chỉ có 37 cái giới hành này nó sẽ làm chúng ta sống đúng cái phạm hạnh, không phạm một cái giới nào mà Phật đã nêu lên, mà chúng ta đã thấy. Đó thì nó có khác hơn người ta. Mà nếu mà không có 37 cái giới hành này á, thì cái giới luật của Phật á, nó sẽ trở thành cái pháp luật của một quốc gia. Nó sẽ biến cái giới luật đó của đạo Phật, nó sẽ trở thành một cái bản hiến chương của một cái nước, chứ không phải còn là cái pháp môn giới luật để mà chúng ta thực hiện cái đời sống phạm hạnh giải thoát. Cho nên cái giới luật của Phật mà nếu mà không có 37 cái giới hành này á, thì nó trở thành khô khan cằn cỗi, và chúng ta không bao giờ có thể đi vào con đường của đạo Phật mà tu được. Do thế mà ngày nay Phật giáo đã suy vi tận cùng, Phật giáo chỉ còn là hình thức và danh từ Phật giáo suông, còn nhìn vào thực sự bên trong thì cái bên trong thì nó nát bét, nó suy đồi tận gốc, là cái người tu sĩ thì không còn biết cái lối tu hành để đến cứu cánh giải thoát thực là đáng đau buồn cho Phật giáo trong cái thời điểm này. Rồi đây tiếp tục kế tiếp bao nhiêu thế hệ sai lầm khác, cứ người trước đi sai thì người sau cũng nhẩm theo sai, càng đi thì càng lại xuống dốc, không bao giờ đi lên được. Nghĩa là chúng ta đã thấy từ cái khi mà các bậc thánh tăng trong cái thời của Đức Phật, khoảng 100 năm sau khi Đức Phật nhập diệt, thì các ngài đã thị tịch mất đi rồi, thì cái giới hạnh nó không còn cái người mà nêu lên được. Thì sau này các vị tổ, các vị mà tu học theo đạo Phật thì họ lần lượt họ phá giới, họ sống không có đúng cái giới hạnh của Phật nữa, cho nên họ chế ra những cái loại giới mà làm cho lệch lạc, mất cái lối của đạo Phật đi, rồi họ viết ra những kinh sách làm cho lệch, rồi cứ từ cái thế hệ này cho đến thế hệ kia cứ thấy kinh sách đó cho đó là của Phật, rồi họ cứ tu tập ở theo đó. Nhưng cuối cùng thì nhìn vào là tu sĩ hiện giờ mà chúng ta thấy trước mặt chúng ta đều là sống ở trong dục lạc của thế gian, sống ở trong một cái nơi sống của họ toàn là cái đời thì nó chẳng ra đời, mà đạo thì chẳng ra đạo, nó không ra cái gì hết. Cho nên nhìn thấy như vậy là chúng ta biết rằng cái giới luật của họ, họ bị phạm vì họ chưa có biết cái pháp hành để cho họ thực hiện cái giới luật, do đó họ đi dần đến cái chỗ sai lệch này, đến cái chỗ sai lệch khác. Từ cái chỗ họ đi thì họ kéo le theo một số người đi với họ, cho nên cái sai này đến cái sai khác mãi mãi mà không cùng tận.
rồi đây thế hệ này cho đến thế hệ sau mà nếu còn người theo đạo Phật thì vẫn còn sai như vậy mãi chứ không bao giờ hết. Vì thế 37 phẩm trợ đạo Đức Phật còn dạy chúng ta, ngoài cái 37 phẩm trợ đạo này á mà Đức Phật còn dạy chúng ta thêm nhiều pháp chứ không phải là có 37 phẩm trợ đạo này không. À, chúng ta thấy từ một pháp cho đến 10 pháp thầy đã giảng cho quý thầy nghe rồi mà, từ một pháp cho đến 10 pháp à, phải như thế nào, rồi cần phải tu tập, cần phải trao dồi, cần phải tác chứng, cần phải biến tri à, cần phải thắng pháp như thế nào, mỗi pháp đều là phải làm như thế nào, rồi từ từ 10 pháp cho đến 100 pháp thầy chưa giảng, thầy mới giảng cho quý thầy từ 1 đến 10 không, rồi từ 3 cho đến 10, rồi từ 2 cho đến 10 thì quý thầy mới có học tới đó. Thầy chưa giảng từ 4 cho đến 10, từ 4 pháp cho đến 10 thầy chưa giảng, rồi từ 10 cho đến 100 pháp thầy cũng chưa giảng, rất là nhiều pháp. Ở đây muốn nói rằng lấy thân của chúng ta mà niệm pháp, tức là tùy nơi cái pháp đó thì chúng ta phải biết các pháp cho nó rõ ràng, rồi chúng ta mới theo cái pháp đó mà cái thân nó sống theo cái pháp đó, đừng có làm trái lại cái pháp mà Phật đã dạy, thì tức là chúng ta sẽ có sự giải thoát thật sự ở trong thân tâm của chúng ta. Nó thì ngoài 37 phẩm trợ đạo, Đức Phật còn dạy từ một pháp đến 10 pháp cần phải tu tập, cần phải trao dồi, từ 10 pháp đến 100 pháp cần phải tu tập, cần phải trao dồi, và năm loại thiền định. Nó thì quý thầy thấy nội những cái pháp đó nó như vậy rồi đó, mà Đức Phật còn dạy cho chúng ta năm loại thiền định nữa, chứ đâu có phải nó 37 phẩm trợ đạo đó, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền đó là xong đâu, đâu phải, còn năm cái loại thiền định nữa. Vậy thì năm loại thiền định như thế nào? Bởi vì thầy tổng kê ra đây cho các thầy thấy nó cái số mà pháp của Phật dạy chúng ta rất nhiều chứ không phải ít. Cho nên đến mà chúng ta lấy thân thọ tâm pháp mà niệm pháp á, phải hiểu các pháp nào mà Phật dạy. Cho nên đây là các pháp Phật này: một là định niệm hơi thở, hai là định vô lậu, ba là định chói sáng, bốn là định chánh niệm tỉnh thức, tức là tỉnh giác đó, năm là định hiện tại an lạc trú. Đó là năm cái loại định. Rồi Đức Phật còn dạy gì nữa? Dạy ta phòng hộ sáu căn, mà Phật còn gọi là thánh phòng hộ sáu căn đó. Dạy ta cách thức ăn ngủ nghỉ, nghĩa là Đức Phật dạy mình ăn uống như thế nào nè, rồi ngủ nghỉ như thế nào nè, đầu hôm ngủ làm sao, khuya thức nửa đêm như thế nào, rồi khuya phải dạy làm sao, Đức Phật dạy rất kỹ. Đó là những pháp. Rồi dạy thân ta hành niệm, gọi là thân hành niệm đó. Đọc lại cái bài mà thân hành niệm, chúng ta thấy Phật dạy rất kỹ từ ở trong cái hành động của cái thân của chúng ta như thế nào để mà tu. Đó là những cái pháp mà chúng ta cần phải có hiểu. Như vậy là thầy kê ra ở đây, rồi sau này mà dạy về mà 37 phẩm trợ đạo này, tức là 37 cái pháp hành này, cái giới hành này, thì tức là tới cái chỗ nào đó thầy sẽ dạy cái chỗ đó rất kỹ ra để cho quý thầy thấy rằng khi chúng ta hành ra thì phải, nó phải cái thân hành ở chỗ nào, cái đặc tướng của thân hành, rồi cái ý hành, cái khẩu hành, rồi cái khẩu hành nội, cái khẩu hành ngoại, rồi cái thân hành nội, thân hành ngoại của mình. Cho nên dạy ta rất kỹ là thân hành niệm, rồi còn dạy ta đặt niệm trước mặt, cách thức đặt niệm như thế nào, rồi còn dạy ta dùng tưởng quán bất tịnh, dùng cái pháp tưởng để mà quán. Tất cả những cái này Phật dạy rất đầy đủ ở trong kinh, không có chỗ nào thiếu. Rồi còn dạy ta tịnh chỉ các hành ở trong thân, tịnh chỉ các hành ở trong thân để chúng ta thực hiện được bốn thiền và cái diệt thọ tưởng định. Nhập sơ thiền thì phải tịnh chỉ cái gì, nhị thiền tịnh chỉ cái gì, tam thiền tịnh chỉ cái gì, tứ thiền tịnh chỉ cái gì. Phật dạy rất kỹ. Đó là những cái pháp. Rồi dạy ta pháp hướng để tu tập theo cái như cái lý mà tác ý ra, hướng như thế nào để dẫn tâm chúng ta vào đúng cái vị trí của cái pháp đó để mà chúng ta đạt được cái kết quả như cái ý muốn của mình. Đó là dạy chúng ta những cái pháp hướng. Dạy ta dẫn tâm đến cái chỗ tam minh. Còn cái pháp hướng dạy chúng ta như thế nào để mà chúng ta tác ý ra cho đúng, rồi dạy chúng ta dẫn tâm đến tam minh như thế nào, thì trong khi dạy mà về tam minh thầy mới dạy về cách thức dẫn tâm, chứ không phải là ở trong định đó rồi chúng ta cái trạng thái của định đó nó như thế nào, biết nó như thế nào đâu mà gọi là dẫn tâm. Cho nên do vì vậy mà phải có cái sự hướng dẫn cụ thể để cho chúng ta biết được lúc bây giờ chúng ta dẫn tâm đến tâm minh như thế nào. Rồi dạy ta dùng hơi thở tịnh chỉ ý hành nhập diệt thọ tưởng định. Đức Phật lại còn dạy mình dùng cái hơi thở, thay vì bây giờ nhập tứ thiền hơi thở ngưng rồi, vậy mà ông còn bảo mình phải lấy cái hơi thở để rồi mình sẽ tịnh chỉ thọ và tưởng, tức là ý hành á, để mà nhập diệt thọ tưởng định. Rồi dạy ta thiện xảo nhập định vô tướng, dạy cách thức chúng ta phải thiện xảo nhập vào cái định vô tướng nữa,
thì những cái này làm sao là không phải là cái pháp. Cho nên nêu ra tất cả những cái pháp này để chúng ta biết sau này mà thầy dạy cho các thầy biết cách thức mà chúng ta tu tập để mà chúng ta nhập vào các cái định vô tướng. Dùng danh từ thiện, thiện xảo như thế nào, có ai mà giải thích cho được? Chỉ có những người người ta có hành trì người ta mới biết được cái thiện xảo đó. Dạy ta bất động trước các pháp, trước cái sức chịu đựng của toàn thân trong cái thọ, nghĩa là cái thọ chúng ta đến đổi như thế nào đó mà nó đau khổ đến như thế nào đó, mà cái sức mà chịu đựng của thân của chúng ta đến cái mức cuối cùng của nó, để rồi dạy cho chúng ta phải giữ cái tâm bất động như thế nào để rồi cái thọ nó không làm cho chúng ta đau khổ mà nó trở thành cái sự mát lành ở trong thân tâm của chúng ta. Đó là những cái phải nói là những cái bí quyết, là những cái hành pháp, những cái giới hành mà chúng ta không thể nào mà bỏ qua những cái điều này được, mà cần phải có cái sự hiểu biết rất rõ, biết hành rất cụ thể thì chúng ta mới thấy được cái sự làm chủ của đạo Phật cụ thể và rõ ràng. Ở trên đây thầy kể sơ lược các pháp mà Phật đã dạy để cho chúng ta thấu rõ. Khi rõ thấu các pháp rồi thì dạy ta phải dùng pháp mà sống, mà trú, mà trao dồi, hay là dứt bỏ. Phải làm đúng y như pháp, phải sống đúng y như pháp, phải trao dồi đúng y như pháp, phải tu tập y như pháp. Đó là tất cả những cái mà các pháp nó đã nêu lên rồi, thì bắt đầu chúng ta cái pháp nào bảo chúng ta dứt bỏ thì chúng ta dứt bỏ, cái pháp nào bảo chúng ta sống đúng thì chúng ta phải sống đúng, các pháp nào bảo chúng ta trao dồi thì chúng ta trao dồi, mà các pháp nào bảo chúng ta tu tập thì chúng ta tu tập. Chứ không được, pháp này tu lộn xộn qua pháp khác không được, pháp nào phải làm theo đúng các pháp đó thì như vậy là chúng ta sẽ có sự giải thoát, chứ không phải chung chung đâu. Những điều làm đúng như vậy Phật gọi là tùy pháp, tức là những cái điều mà chúng ta làm sống đúng như các pháp mà Phật đã dạy ra đó, thì Đức Phật gọi tắt nó là tùy pháp hay là nương pháp. Nghĩa là mình theo cái pháp đó gọi là tùy, mình sống đúng cái pháp đó gọi là tùy, mình nương, mình dựa vào cái pháp đó để cho mình không có làm sai nó, gọi là tùy pháp. Khi hiểu biết như vậy, khi mà hiểu biết như vậy đó là ta tu tứ bất hoại tịnh, ta tu cái pháp tứ bất hoại tịnh đầu tiên. Lấy các cái pháp đó mà chúng ta bắt nó niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Bây giờ đến cái giai đoạn lấy thân niệm, mà lấy cái thân mà niệm pháp, lấy cái thân của chúng ta là niệm pháp. Bây giờ chúng ta đã hiểu các pháp rồi thì bắt đầu chúng ta phải lấy cái thân của mình mà niệm pháp. Vậy thân niệm pháp như thế nào? Nghĩa là pháp dạy về thân hành như thế nào thì ta phải tu tập đúng như thế nấy, thì gọi là lấy thân mà niệm niệm pháp, hay còn gọi là lấy thân mà tùy pháp, cũng còn có nghĩa là lấy thân mà nương tựa pháp. Thì chúng ta phải hiểu khi mà chúng ta lấy cái thân mà chúng ta niệm pháp á, thì chúng ta phải hiểu nó là lấy thân tùy với cái pháp, mà lấy thân sống với cái pháp, nương tựa vào cái pháp đó. Đó là chúng ta đã lấy cái thân mình niệm pháp đó. Như vậy là chúng ta mới thấy cái chỗ mà giải thoát, lấy cái thân của chúng ta mà niệm pháp thì cái thân nó sống đúng y như pháp, nó không có trật. Mà không có trật thì chúng ta có sự giải thoát hoàn toàn, đến thì ngay có liền. Ví dụ Phật bảo xả đời sống thế gian vui ít khổ nhiều, không phóng khoáng như hư không, và bị biết bao nhiêu dây thương ghét trói buộc. Còn đời sống xuất thế gian thì phóng khoáng như hư không, không bị trói buộc, đời sống thiểu dục tri túc, giải thoát niết bàn hoàn toàn. Đức Phật nói bây giờ là cái Phật dạy phải buông xả. Buông xả các pháp đó, mình buông xả như thế nào thì Phật phân biệt cho chúng ta thấy cái đời sống thế gian thì nó trói buộc, nó nhiều sự khổ đau. Còn cái đời sống xuất thế gian thì nó phóng khoáng như hư không, nó không còn bị trói buộc, chỉ có sống